Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cho quý chị đi xem một sản phẩm khá đẹp tại dự án Sai Gai Nhà Bè nha quý chị. Đây là một căn nhà phố với diện tích là ngang 7, dài 17 và được thiết kế gồm là 1 trệt 3 lầu. Như vị trí Phước Sửu đang đứng thì mọi người thấy là căn nhà khá đẹp không? Và ở đây thì đường trước nhà là 12m. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì căn nhà này rất là ấn tượng mạnh mẽ với một kiến trúc cực kỳ hiện đại luôn. Một cái cách thiết kế với một cái gam màu thực sự là tinh tế luôn phải không quý anh chị? Với mặt tiền rộng và nhà mang đến cho một cái không gian khá thoáng mát và rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị khi sử dụng ở đây luôn. Về tiện ích đa dạng, ngoài cái không gian sống tại căn nhà này thì quý anh chị có thể có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp ở nơi đây nha. Với ba cái khu gọi là clubhouse thì ở đây sẽ có rất là nhiều cái tiện ích mà Phước Sửu sẽ kể ra đây mà quý anh chị cảm giác như rất là hợp lý luôn, và có thể là trải nghiệm sống và làm việc giống như một khách sạn hoặc một resort 5 sao. Thì mình quay lại với cái không gian và diện tích của căn nhà phố ngang 7 dài 17 được thiết kế gồm 1 trệt 2 lầu rưỡi. Thì ở trên có một áp mái sân thượng trước, sân thượng sau. Thì với cái tổng diện tích mà sàn xây dựng là 275m2 thì quý anh chị có thể thiết kế ở đây một cái không gian sống cực kỳ đẳng cấp. Và đặc biệt ở đây thì pháp lý sở hữu là Vĩnh Viễn, sau này chủ đầu tư sẽ cấp sổ hồng đồng loạt cho quý cư dân luôn. Thì quý anh chị cực kỳ an toàn khi lựa chọn đây là một cái cơ hội đầu tư cực kỳ hấp dẫn tại Nhà Bè. Thôi cùng với Phước Sửu tìm hiểu, phân tích, đánh giá và chọn lựa nơi đây là một đợt đầu tư an cư lý tưởng và sinh lời bền vững nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.